She said her favorite color. She said her favorite color yellow. It looked good on her dress. Trying to be slim, thick, nothing less. But she's falling in and out of love. Her heart was broken. Wonder if your summertime crushes even notice. It burns in July. And it felt like a dream, but a dream is the best kind of lie. Người ơi, mình là Mina đây và Mina rất là vui được có thể gặp lại gia đình Paris của Mina trong video này. Và như mọi người thấy thì ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp luôn, nên là Mina nghĩ là tại sao mình không làm một chiếc introduction của ngoài trời. Hôm nay sẽ là một chiếc video về mái tóc của Mina. Và đây cũng là một chủ đề mà Mina rất là hào hứng để quay luôn, chính là cắt mái ngố, mái thưa và nhuộm tóc mới. Nó giống như là new hair, new me. Nên là nếu như mọi người muốn biết là Mina sẽ biến đổi như thế nào, chắc chắn là xem tới hết video này nhé. À đúng rồi mọi người ơi, thực ra thì ngày hôm nay Mina quay ở ngoài trời thôi, nhưng mà ngày mai mới là cái ngày mà Mina hẹn với chỗ làm tóc để có thể nhuộm tóc và cắt tóc. Nên là ngày mai Mina sẽ gặp người sau nhé. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Và ngày hôm nay khi mà tới với Hair Bar là cái nơi mà Mina sẽ làm tóc, thì các anh chị ở đây cũng đã biết là Mina sẽ làm mái tóc gì rồi. Và hầu như là ai cũng rất là ủng hộ luôn. Bởi vì khoảng 3-4 ngày trước thì Mina có gửi cho mọi người bên đấy những tấm hình mà mọi người đang nhìn thấy trên màn hình này. Thì khi mà nhìn những tấm hình này thì mọi người sẽ thấy là cái màu sắc nó rất là rực rỡ rồi đúng không? Thì để có được một cái màu tóc như thế này thì hôm nay Mina sẽ phải tẩy tóc mọi người ạ. Và đó giờ thì Mina cũng đã tẩy tóc cũng vài lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà tẩy nhiều như thế, kiểu giống như là tẩy nửa đầu luôn. Để khi mà búi tóc ấy mọi người, Mina muốn nó ra được một cái mảng đầu như thế này, nhìn nó rất là kiểu Instagram worthy, nhìn rất là chất chơi. Và có một điểm nữa là Mina sẽ cắt mái ngố nữa, nên là Mina rất là hào hứng cho cái sự thay đổi này. Bởi vì Mina muốn có một cái sự mới mẻ trong cái vẻ bề ngoài của mình, và Mina nghĩ là nó cũng sẽ rất là tốt thôi. Và trước khi mà đi làm tóc ngày hôm nay thì Mina sẽ ghé một cái quán cà phê mà Mina rất là thích ở ngay quận 7 luôn để ăn trưa. Và có sức để có thể qua Hair Bar làm tóc nữa, tại vì ngày hôm nay qua đấy làm tóc sẽ rất là lâu. Các anh chị ở bên đây nói với Mina là có lẽ là làm tóc ngày hôm nay sẽ tốn khoảng ít nhất là 6 tiếng đồng hồ. Cho nên là bây giờ Mina sẽ ăn đây mọi người ơi. Trước khi mà bước vào trong cái gương này đang làm story tự sướng các kiểu, thì Mina vừa mới mua ly nước cam này để mang lên Hair Bar để uống. Và lên Hair Bar thì chúng ta sẽ đi lên một chiếc cầu thang, và nhìn thấy cánh cửa màu vàng này thì chắc chắn là các bạn đã tới nơi rồi đấy. Và khi mà đi vào thì Mina đã chọn cho mình một cái spot, một cái vị trí rất là xinh ở góc này. Và bây giờ thì chị ấy đang búi tóc lên cho Mina này, và phân chia đi cái phần tóc nào là phần tóc cần phải tẩy tóc để có thể nó không có dính lên cái phần tóc trên ấy. Và đây chính là anh Kiệt, đây là hairstylist mà luôn luôn làm tóc cho Mina. Tất cả các kiểu tóc trong vòng 2 năm qua thì anh Kiệt đã làm cho Mina đấy mọi người ạ. Nên là khi nào mọi người muốn tới Hair Bar để làm một kiểu tóc nào đấy xinh xinh thì mọi người hãy hỏi anh Kiệt nhé. Tại vì anh ấy rất chi là pro luôn ấy. Và đây đang để những cái miếng bạc ấy mọi người để tẩy tóc. Và sau cái lần gội lần đầu thì đây là cái màu tóc mà nó ra đấy mọi người ạ. Đương nhiên là nó không thể nào mà trắng một cách hoặc là vàng một cách tông lạnh được. Nó đang là một cái màu nó khá là
không ai muốn có cái màu này hết. Cho nên là các chị sẽ làm tiếp cho Mina thêm lần nữa và tẩy tóc. Thì chính cái lúc này là cái lúc mà Mina đã cảm nhận được cái độ rát của nó. Tại vì lần đầu tiên tẩy thì chưa có tẩy da đầu. Tới cái lần thứ hai này, sau khi mà gội xong thì chị ấy mới tẩy da đầu cho Mina. Và thực sự là kiểu không thể nào ngồi yên được. Nó rát và rất là sót luôn. Nên là mình đã xin chị ấy một cái lược để có thể gãi đầu. Thì trong cái lúc mà đang chờ để chị ấy làm thì bạn của mình có mua cho mình một suất ăn. Tại vì từ cái lúc mà vào cho tới bây giờ thì cũng đã là hơn 3 tiếng rồi thì phải. Và rất là đói luôn. Thì rất là vui vì bạn mình đã đi sang Ben Cà Phê để mua cho mình một ly cà phê sữa. Uống xong thì Mina đã ăn luôn tại vì quá là đói. Thì trong cái hộp cơm này là bạn của mình có ghé sang ăn Nam ở bên Takashimaya mọi người. Và đây là cái suất cơm mà Mina thấy thực sự rất là ngon luôn. Không biết là bởi vì nó ngon thật hay là lúc đấy mình đói nên là mình thấy nó ngon nữa. Nhưng mà nói chung là nó rất là ngon. Thì suất cơm này nó cũng khá là healthy luôn mọi người. Mina không ăn cơm tại vì tuần vừa rồi Mina đang giảm béo. Và ở trong này có hai miếng gà này, có một miếng đùi. Và trong lúc mà làm ấy thì Mina có thấy là cái tóc của Mina nó đã bớt vàng rồi mọi người ạ. Nó đang trở thành một cái tông vàng ánh lạnh, nhìn trông rất là đẹp. Nên là thôi, mình sẽ ăn tiếp đây. Và mọi người hãy cùng chờ xem thành quả tối nay của mình nhé. Và sau khi mà nhuộm xong cái phần chân tóc thì trong lúc Mina đang ăn luôn ấy thì chị ấy đang sấy tóc cho Mina để có thể nhuộm luôn cái phần tóc ở trên. Và bởi vì cái phần tóc này của Mina nó đang khá là nhiều màu cho nên là mọi người đang quyết định là sẽ nhuộm cho Mina về một tông, đó chính là một tông đen. Ban đầu thì thực sự là Mina không biết đâu. Tới bây giờ khi mà Mina đang voice over cho mọi người ấy, thì Mina mới biết là mọi người lúc ấy đang nhuộm cho Mina màu đen. Và lúc đấy thì cũng đang khá là tận hưởng tại vì nó hết sót rồi mọi người. Thực sự là rất là may tại vì cái phần, cái cảm giác mà sót và nó rát da đầu nó chỉ kéo dài trong khoảng 8 phút thôi, khoảng đấy thôi là nó hết. Khi mà chờ khoảng 30 phút thì Mina đã vào để có thể gội đầu. Và sau khi gội đầu xong thì ta-da, đây là mái tóc đã nhuộm xong mọi người ơi. Nhưng mà lúc này thì Mina mới biết được một cái tin, không biết là nên vui hay nên buồn luôn. Đó chính là không kịp thời gian để có thể cắt mái ngồn nữa. Thế nên là anh Kiệt đã hẹn mình rời sang vào ngày mai sang để có thể cắt mái ngố. Thực sự cái lúc này Mina choáng luôn. Choáng là bởi vì nó quá là đẹp và nó hơn cả mong đợi của mình. Cái màu tóc tẩy nó rất là đẹp, rất là sang. Đây là cái lúc mà khoảng 8 giờ rưỡi gần 9 giờ rồi mọi người ạ. Mà cái ngày hôm đấy là Mina đi từ sáng luôn, từ chắc là từ 9 giờ Mina đi công việc ấy, đi làm cho Roseberry. Nên là ok, hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé. Mọi người ơi, Mina mới ăn xong và bây giờ đang chuẩn bị đi sang Heba để làm tóc tiếp. Nhưng mà mình thấy rất là lạ với cái video này. Mình vẫn chưa nói cho ai biết hết. Nên là kiểu chỉ có bản thân của mình biết thôi. Nhưng mọi người nhìn này, nhìn rất là lạ nhỉ. Nhìn trông giống như là mấy cái phim mà kiếm hiệp ngày xưa ấy. Nếu mà ngày xưa nhá, Mina đi học cấp 3, Mina kiểu muốn nhuộm tóc. Nếu mà để quay lại thời đấy chắc là Mina sẽ nhuộm kiểu này. Tại vì khi mà đi học ấy thì có thể ngụy tạo được mọi người. Đấy, ngụy tạo thành thế này này, đâu ai thấy đâu đúng không? Và đây là ngày làm tóc thứ hai của Mina. Mina đã ghé qua Heba vào lúc 4 giờ chiều để anh Kiệt cắt tóc mái ngố cho Mina này. Và chẳng ai biết là lúc đấy Mina đã quyết định thêm là cắt thêm 15 phân tóc nữa mọi người ạ. 15cm luôn. Mina cảm thấy là mái tóc này nó quá là dài luôn. Và để tóc phồng hơn và nó theo đúng cái style hơn ấy, nhìn người cho nó cao hơn nữa thì mọi người có khuyên Mina là nên cắt tóc. Thế là mình đã chơi luôn. Tại vì lúc đấy mình chỉ nghĩ là tóc đằng nào nó cũng mọc ra mà đúng không. Nên là đã đi thì đi luôn. Đi đâu thì mình chưa biết. Nói chung mọi người ạ, khi mà vừa cắt mái ngố xong ấy, vừa cắt cái mái ở trên mái xong thì Mina cầm mái quay lên để Mina xem luôn, xem là nó có bị kiểu như là lạc đề không, nhìn nó có bị xấu quá không. Nhưng mà rất là may mắn làm sao cầm mái quay lên thì thấy cái mái tóc này nó cũng khá là hợp với cái gương mặt của mình. Thế nên là đấy là lý do tại sao sau những ngày đấy là mình lại có rất là nhiều hình mình chụp ra. Mình sẽ khoe mọi người sau nhé. Còn bây giờ thì Mina sẽ tiếp tục edit đây. Đây là cái voice over cuối cùng trong video này của mình. Sau đấy thì mình sẽ nói chuyện trực tiếp luôn. Nên là mọi người yên tâm, sẽ gặp lại tiếp nhé. Bye bye. Stop me out, but I'm a young girl and I can't be out. I think I go young.
là nếu như mọi người chưa follow Mina, đừng quên lại follow tại Mina Nguyễn XX nhé. Đây. Ok, mái của tôi. Mọi người ơi, thực sự chăm sóc mái rất là khổ nhưng mà khi mà có rất là đẹp. Người ơi, bây giờ đã là buổi tối rồi và Mina vừa nhận được một câu hỏi mà Mina rất là muốn trả lời ngay và luôn. Đó chính là có một bạn hỏi Mina là khi mà Mina cắt mái ngố này thì Mina có cảm thấy hối tiếc hoặc là Mina cảm thấy có cái gì đấy khó khăn trong việc chăm sóc mái ngố này không? Thì Mina muốn trả lời là Mina không hề hối tiếc và Mina cảm thấy mái ngố này nó rất là hợp với Mina trong thời điểm bây giờ. Và nếu mà nói về khó khăn ý, nó chỉ có khó khăn trong cái việc là mỗi tối khi mà Mina skincare thì sẽ không giống như ngày xưa nữa là Mina trên trán này không có tóc ấy thì Mina skincare luôn. Còn bây giờ mà có tóc rồi thì Mina sẽ cần phải kẹp nó lên hoặc là cố định bằng băng đô gì đấy. Khi mà lên giường ngủ ấy thì Mina cũng chưa thể nào mà để tóc xuống được, tại vì nếu mà để tóc xuống thì nó sẽ rất là bết dính. Sáng nào Mina cũng phải gội lại cái mái này hết ấy. Và đấy, ngoại trừ những cái đấy thôi thì Mina cảm thấy là mái ngố để thế này trông rất là xinh. Bạn của Mina có bảo Mina là nhìn Mina trẻ hơn tuổi. Cho nên là Mina cũng rất là vui và hào hứng. Đấy thế thôi. Mọi người ơi, Mina rất là thích uống mấy cái món này. Ở đây thì Mina rất là hay uống ổi thôi. Những cái mùi khác Mina cũng chưa có thử. Bây giờ Mina sẽ uống cái này luôn. Bởi vì Mina quá là thèm. Ông vừa nãy như có một chị đi ngang qua xong định vào xem tụi mình làm cái gì. Thì thực ra bắt đầu ấy, bạn Mina có nói Mina là thôi thì mình chỉ cần cắt mái ngố thôi, xong rồi mình nhuộm tóc thôi, mình đâu cần cắt tóc đâu, tại vì lúc này tóc của Mina rất là nhiều. Mina đã cắt hơn 10 phân tầm này này mọi người. Đấy, nên bây giờ tóc của Mina nó cũng khoảng kiểu ngang vai thôi, kiểu ngang đây thôi này. Hồi trước là nó xuống gần mông luôn. Anyway, Mina thấy là Mina không có hối tiếc gì hết. Tại vì Mina nghĩ là tóc mà đằng nào cắt đi nó cũng mọc thôi. Nó đâu có phải là cái gì đấy mà kiểu như là nó không quay trở lại đâu. Cho nên là Mina thấy là mình cứ thử trải nghiệm và mình thử những kiểu tóc mới thôi. Tại vì đôi lúc mình kiểu như mình không thử thì làm sao mình biết được là mình phù hợp với cái gì. Nhớ là hãy đăng ký kênh YouTube của Mina để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Tại vì Mina đang xác định làm hứa với bản thân mình trước đi là một tuần Mina sẽ ra một video, thì suy ra là một tháng Mina sẽ có ít nhất là 4 video. Nên mọi người đừng quên là hãy ủng hộ Mina nha, hãy ấn like video này, tại vì nó free, nó không tốn tiền đâu mọi người. Quan trọng là nếu như mọi người thích thì mọi người có thể thả tim để Mina biết và Mina sẽ làm nhiều video hơn nha. Bây giờ Mina sẽ về nhà và ăn tối đây. See you later. Mina sẽ đi nhuộm thêm màu nữa, giữa màu xanh lá cây, màu hồng và màu xanh dương. Mọi người hãy comment cho Mina biết là mọi người sẽ thích Mina nhuộm màu gì trong 2 tuần tới nhé. Same touch, XO, bye bye.